Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của LTG. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn tìm hiểu về nội dung những thay đổi về diện mạo mới nhất của các nhân vật trong Đột Phá Thương Khung phần 2. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi nhé. Câu chuyện của bộ phim Đột Phá Thương Khung cuối cùng cũng đến những cảnh cao trào trong tiểu thuyết gốc mà nhiều người mong đợi. Chúng ta có thể thấy độ nổi tiếng của Đột Phá Thương Khung đã vươn lên một tầm cao chưa từng có. Ở trong những trailer mới nhất được cập nhật về tạo hình nhân vật trong phim, chúng ta đã phát hiện được những tình tiết về ngoại hình nhân vật mới vô cùng đặc sắc. Những thông tin đã khiến các fan phải đoán già đoán non, những nhân vật trong bộ phim Đột Phá Thương Khung được thay đổi ngoại hình như thế nào, liệu ngoại hình mới của họ có tốt hơn trước hay không. Vậy các bạn hãy cùng LTC đi tìm hiểu về những diện mạo được thay đổi trong phim như thế nào. Ngoại hình nhân vật đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhân vật chính Tiêu Viêm đã được thay đổi như thế nào. Khi mà bức ảnh đầu tiên của Tiêu Viêm được lộ diện, AD đã không thể tin được liệu đây có phải Tiêu Viêm trong phim hoạt hình hay không. Nó giống như một người khác vậy. Tiêu Viêm với hình ảnh hào hoa đầy uyển chuyển, nhìn vào ánh mắt sắc bén này mới đúng là cảm giác của một vị hoàng đế đích thực. Với hình ảnh thứ hai được tiết lộ, chúng ta thấy anh chàng này mặc áo choàng đen, trên lưng của anh ta có một cây huyền trọng xích trông rất là thần bí, không có gương mặt chính diện. Chúng ta chỉ có thể nhìn Tiêu Viêm từ đằng sau lưng. Hình ảnh này có thể coi là nguyên tác dường như đã phục hồi lại trang phục đúng với tiểu thuyết gốc. Trên thực tế, hình ảnh ban đầu của Tiêu Viêm vốn dĩ đã là một chàng trai có ngoại hình điển trai, thế nhưng so với tạo hình hiện tại lại làm cho nó có cảm giác Tiêu Viêm như là một kẻ phản diện, đặc biệt là mái tóc của anh chàng này. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những hình ảnh được công bố trước cho chúng ta thấy, còn về khi nào ngoại hình này được lên sóng thì chúng ta cũng chưa nắm rõ được thông tin. Tiếp theo, mình muốn nhắc đến chính là ngoại hình mới của nhân vật Tiêu Huân Nhi. Như chúng ta thấy, Tiêu Huân Nhi đã mất tích trong phim từ rất lâu rồi, đến giờ cô vẫn chưa được xuất hiện trở lại. Ở trong khi đó, cô cũng là một trong nữ chính của bộ phim này. Có lẽ để chuẩn bị cho sự xuất hiện của cô nàng, nhà sản xuất đã có những thay đổi ngoại hình cho cô trước khi được lộ diện. Đánh giá từ trailer mới nhất, mô hình của Tiêu Huân Nhi đã được lộ diện với một hình ảnh vô cùng mới so với trước kia. Cô nàng có một đôi mắt sắc sảo, với thân hình đẹp hơn trước kia rất nhiều. Thế nhưng bộ trang phục của cô nàng dường như không có quá nhiều sự thay đổi, nó gần như vẫn giống ở những phần trước. Nhưng dù gì đi nữa, với thân hình hiện tại của cô nàng, chúng ta đã có thể thấy nó tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng khi mình lướt qua một số diễn đàn bên Trung thì mình lại thấy rất nhiều người để lại ý kiến trái chiều với hình ảnh mới của cô nàng. Rất nhiều người ở đây cho rằng với hình ảnh mới này của Tiêu Huân Nhi thực sự không hợp với diện mạo mới của Tiêu Viêm. Nếu để đánh giá cô nàng có hình ảnh cũng không được xinh đẹp bằng Tiểu Y Tiên. Nhưng dù gì, đây cũng chỉ là những mô hình mô phỏng, nó cũng chưa chính thức được đưa vào phim, nên mình đoán trong thời gian sắp tới, nhà sản xuất sẽ có những thay đổi nhiều hơn về cô nàng này, cũng nhằm một phần để hợp với anh chàng Tiêu Viêm hơn. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về diện mạo mới của cô nàng Tử Nghiên. Hình mẫu mới của cô nàng đây được tung ra, trông cô nàng từ một cô bé loli đã hoàn toàn trưởng thành. Ở trong tiểu thuyết gốc, chúng ta có thể thấy sau khi Tử Nghiên tiến vào ma thú sơn mạch cùng với Tiêu Viêm, cô nàng có thiên phú trời sinh cảm ứng đặc thù với thiên tài địa bảo, nên khi mà tiến vào đây, cô nàng đã ăn không ít thiên tài dị bảo nơi đây. Khi đã đủ năng lực, cô nàng đã bắt đầu cho hành trình tấn giai của mình. Sau khi tấn giai thành công, cô gái này đã biến thành một cô gái trưởng thành. Nhưng khi hình mẫu này được ra mắt, nó đã bị không ít người đồng tình với hình ảnh này, vì hình mẫu này nó đã khác hoàn toàn với hình ảnh trước kia của cô nàng. Ngoài việc cơ thể lớn lên thì không có đặc điểm nào nổi bật cả, khuôn mặt có thể nói chính là không còn được xinh gái như trước kia nữa, kèm theo đó là một kiểu tóc được ví như là kẻ thù của cuộc đời vậy. Sau khi hình mẫu mới của Tử Nghiên được tiết lộ, không ít người dùng mạng đã tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi về hình mẫu mới của cô nàng. Dựa trên tình hình hiện tại, phần lớn người dùng mạng không hài lòng với hình mẫu mới của Tử Nghiên, đặc biệt là vấn đề về kiểu tóc đã bị nhiều người dùng mạng chế nhạo. Theo nhiều người dùng mạng, kiểu tóc thực sự là kẻ thù của bộ phim hoạt hình này. Dựa vào kiểu tóc trong mẫu hình mới của Tử Nghiên, thật khó có thể diễn tả. Chiếc búi tóc này thực sự khiến nhiều người dùng mạng nhớ về những năm 80-90. Điều này cũng khiến nhiều người dùng mạng nghi ngờ về gu thẩm mỹ của bên sản xuất phim hoạt hình này. Các bạn nghĩ sao về những ảnh mẫu mới này của các nhân vật? Các bạn có thể để lại bình luận ở dưới video nhé. Tới đây thì LTG xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi.